You a piece? Painting, painting. We got painting after then we keep in the spare. Then we take it better. After finish cutting. Anh em làm cái này 2 ngày à? Nghe rồi. Okay. Xin mấy cái đồ nghề kìa. Có thấy chứng chỉ đó mà han khó thế. Dạ. Ở đấy căn như chứng chỉ 6 giờ đó mà han khó thế. Thôi đi học hả? Rốt. Học có tiền không đấy?